Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại trại David đã chứng kiến sự gặp gỡ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 18 tháng 8. Buổi họp báo chung đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ở bang Maryland, Mỹ. Trong cuộc họp, Tổng thống Biden không ngần ngại tỏ rõ niềm vui khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh này tại trại David, một địa điểm ông cho rằng rất phù hợp để khởi đầu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa ba nước. Cuộc họp thượng đỉnh ba bên này được xem là thành quả của hai năm nỗ lực liên tục để giúp Hàn gắn quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ bất hòa. Sự kiện này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho mục tiêu hợp tác lâu dài giữa ba nước, nhằm chống lại ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đối với an ninh và kinh tế cùng với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ba nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra phản ứng chung đối với mọi mối đe dọa an ninh từ bất kỳ quốc gia nào. Thỏa thuận này được hình thành để đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các quan chức từ ba nước khẳng định rằng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước phòng thủ tập thể giống như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Kết quả của cuộc họp bao gồm việc thống nhất tổ chức các cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo ba nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo và thiết lập đường dây nóng mới để hỗ trợ việc liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Về mặt an ninh kinh tế, ba lãnh đạo đã cam kết tăng cường hợp tác mật thiết hơn để củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt công nghệ quan trọng. Cuộc họp này thể hiện mối quan tâm và tương tác mạnh mẽ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong việc đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế hiện nay. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại trại David đã chứng kiến sự gặp gỡ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 18 tháng 8. Buổi họp báo chung đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ở bang Maryland, Mỹ. Trong cuộc họp, Tổng thống Biden không ngần ngại tỏ rõ niềm vui khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh này tại trại David, một địa điểm ông cho rằng rất phù hợp để khởi đầu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa ba nước. Cuộc họp thượng đỉnh ba bên này được xem là thành quả của hai năm nỗ lực liên tục để giúp Hàn gắn quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ bất hòa. Sự kiện này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho mục tiêu hợp tác lâu dài giữa ba nước, nhằm chống lại ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đối với an ninh và kinh tế cùng với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ba nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra phản ứng chung đối với mọi mối đe dọa an ninh từ bất kỳ quốc gia nào. Thỏa thuận này được hình thành để đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các quan chức từ ba nước khẳng định rằng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước phòng thủ tập thể giống như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Kết quả của cuộc họp bao gồm việc thống nhất tổ chức các cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo ba nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo và thiết lập đường dây nóng mới để hỗ trợ việc liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Về mặt an ninh kinh tế, ba lãnh đạo đã cam kết tăng cường hợp tác mật thiết hơn để củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt công nghệ quan trọng. Cuộc họp này thể hiện mối quan tâm và tương tác mạnh mẽ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong việc đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế hiện nay. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại trại David đã chứng kiến sự gặp gỡ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 18 tháng 8. Buổi họp báo chung đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ở bang Maryland, Mỹ. Trong cuộc họp, Tổng thống Biden không ngần ngại tỏ rõ niềm vui khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh này tại trại David, một địa điểm ông cho rằng rất phù hợp để khởi đầu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa ba nước. Cuộc họp thượng đỉnh ba bên này được xem là thành quả của hai năm nỗ lực liên tục để giúp Hàn gắn quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ bất hòa. Sự kiện này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho mục tiêu hợp tác lâu dài giữa ba nước, nhằm chống lại ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đối với an ninh và kinh tế cùng với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ba nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra phản ứng chung đối với mọi mối đe dọa an ninh từ bất kỳ quốc gia nào. Thỏa thuận này được hình thành để đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các quan chức từ ba nước khẳng định rằng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước phòng thủ tập thể giống như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Kết quả của cuộc họp bao gồm việc thống nhất tổ chức các cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo ba nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo và thiết lập đường dây nóng mới để hỗ trợ việc liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Về mặt an ninh kinh tế, ba lãnh đạo đã cam kết tăng cường hợp tác mật thiết hơn để củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt công nghệ quan trọng. Cuộc họp này thể hiện mối quan tâm và tương tác mạnh mẽ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong việc đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế hiện nay. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên tại trại David đã chứng kiến sự gặp gỡ của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 18 tháng 8. Buổi họp báo chung đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng ở bang Maryland, Mỹ. Trong cuộc họp, Tổng thống Biden không ngần ngại tỏ rõ niềm vui khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh này tại trại David, một địa điểm ông cho rằng rất phù hợp để khởi đầu một kỷ nguyên hợp tác mới giữa ba nước. Cuộc họp thượng đỉnh ba bên này được xem là thành quả của hai năm nỗ lực liên tục để giúp Hàn gắn quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ bất hòa. Sự kiện này cũng đánh dấu sự khởi đầu cho mục tiêu hợp tác lâu dài giữa ba nước, nhằm chống lại ảnh hưởng gia tăng của Trung Quốc đối với an ninh và kinh tế cùng với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ba nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết thống nhất rằng họ sẽ cùng nhau thảo luận và đưa ra phản ứng chung đối với mọi mối đe dọa an ninh từ bất kỳ quốc gia nào.
Thỏa thuận này được hình thành để đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, các quan chức từ ba nước khẳng định rằng thỏa thuận này không phải là một hiệp ước phòng thủ tập thể giống như điều 5 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO. Kết quả của cuộc họp bao gồm việc thống nhất tổ chức các cuộc họp thường niên giữa lãnh đạo ba nước, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa đạn đạo và thiết lập đường dây nóng mới để hỗ trợ việc liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Về mặt an ninh kinh tế, ba lãnh đạo đã cam kết tăng cường hợp tác mật thiết hơn để củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu cùng với việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt công nghệ quan trọng. Cuộc họp này thể hiện mối quan tâm và tương tác mạnh mẽ giữa Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong việc đối mặt với các thách thức an ninh và kinh tế hiện nay.